con trai MC Thảo Vân và nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Chỉ cần người đó chăm sóc cho mẹ, em sẽ gọi là bố. Nguyễn Công Gia Bảo sinh năm 2005 tại Hà Nội, được biết đến là con trai duy nhất của MC Thảo Vân và nghệ sĩ nhân dân Công Lý, ở nhà thường được gọi là Tít. Do bố mẹ ly hôn sớm nên từ nhỏ Gia Bảo đã ở với mẹ. Vì chỉ có hai mẹ con sống cùng nhau nên Gia Bảo dù ít tuổi đã có tính tự lập, biết nghĩ sâu và trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia Bảo được biết đến là người con vô cùng có hiếu, là niềm tự hào của MC Thảo Vân. Có lần cô cho con trai tiền để đi chơi cùng bạn, nhưng Gia Bảo lại dùng hết số tiền đó để mua cho mẹ một chiếc túi hiệu đầu tiên, vì thấy mẹ chưa bao giờ có chiếc túi hiệu nào. Gia Bảo còn có những suy nghĩ rất thoáng và cởi mở, luôn biết nghĩ cho hạnh phúc của mẹ. Anh từng nói, nếu có một người đàn ông thực sự chăm sóc, yêu thương MC Thảo Vân, anh sẵn sàng gọi người đó là bố. Tôi sẽ gọi người ấy là bố, chỉ cần một người sẵn sàng ở bên quan tâm, chăm sóc mẹ tôi, tốt với mẹ tôi từ nay về sau, chắc chắn người đó sẽ là bố tôi.